Alo, xin chào anh em, chào các bạn. Nay làm clip để chia sẻ với anh em là mình chuẩn bị thả tôm nghe anh em. Cái ao bữa mình xử lý bằng phân bụi đen đó. Nay cũng mời anh em xem và tham khảo anh em. Thì mình cũng làm thực tế cho anh em xem, thì cũng áp dụng với nuôi con tôm bằng bụi đính đen thì mình cũng cải cách là nhiều thứ anh em, cũng như là mình cũng lựa chọn phân thì mình dùng sử dụng riêng, cái mình cho ăn này thì cũng phải liều lượng. Nói chung là mỗi ao là mỗi một cách nuôi khác nhau anh em. Thì cũng mời anh em nào quan tâm thì ủng hộ mình, thì mình cũng chia sẻ anh em mình thực tế. Những ngày đầu mình thả tôm hay là mình cho ăn thì mình cũng quay chia sẻ anh em để mình rút rút ra những cái kinh nghiệm, cái nào hay thì mình chia sẻ thật cho anh em để cùng làm. Mà chuẩn bị thả cũng giống tôm này nữa anh em, tôm lọc anh em, chuẩn bị ngâm cho nên mùa này lạnh, nên còn Tết này, sắp Tết này lạnh lắm, ngâm cho nó mát mát một cái rồi nắng nắng mới thả. Còn giống mà nó cũng giống như giống chibi vậy trời, cải cách còn giống khác nữa đó, càng ngày càng tiến bộ. Mà mẹ thấy ghê nè, giá như 100 đồng cứ mãi để cho một thời gian mãi, không biết giờ nhiêu, mấy chục đồng cũng hỏi chưa hỏi nữa. Nên em thấy màu nước chưa không có xài gì cho mà màu nước đã lắm nè, nó cũng chịu lắm. Đa số chia sẻ với anh em là mỗi ao mà dùng cái nguồn phân thì nó sẽ giống nhau hết cái màu nước anh em. Cái phân là mình vừa gùi đến đen mình dùng thì cái ao của mình là bất cứ ao nào thì màu nước sau này nó sẽ giống như mà giống hệt nhau, à nó sẽ ra màu chà chà, lợt chà chà đó, chứ nó không có ra cái màu nào khác hết. Chỉ có thể là mình dùng nhiều quá thì nó sẽ đậm hơn thôi, chứ nó không có ra cái màu xanh màu xiết gì đâu, nó chỉ có màu chà là thường xuyên. Bởi vì mình dùng bữa giờ thì mình cũng để ý mình biết. Chuyến này thì mình cũng thả cũng nhiều ao rồi, nhưng mà mình để sử dụng mỗi cách, mỗi ao một cách khác nhau để mình rút được kinh nghiệm anh em. Thôi vậy cái này chào anh em ha, mình chia sẻ ngắn gọn thôi, đang chuẩn bị thả anh em. Bye bye, chào anh em, hẹn anh em gặp lại sau.